Top 4 bộ tranh đồng hồ được ưa chuộng nhất năm 2023 khi treo mang lại sự may mắn, kích thích tài lộc cho gia chủ. Sản phẩm được đục máy CNC, họa tiết nổi trên nền gỗ hương đỏ, đã hoàn thiện sơn BU cao cấp chống mối mọt, cong vênh, nứt vỡ và được rắc vàng Đài Loan 24K, nên khi treo ở không gian phòng khách cực kỳ sang trọng và lộng lẫy. Sau đây em sẽ quay chi tiết từng tấm ạ. Đầu tiên em xin giới thiệu mẫu tranh đồng hồ quê hương với hình ảnh cây đa giếng nước sân đình, cậu bé chăn trâu hiện lên đầy yên bình. Dù đi đâu thì quê hương vẫn luôn là nơi trở về, là cội nguồn trong tâm thức mỗi người. Tranh đồng hồ chữ phúc thể hiện ước mơ của mỗi người về cuộc sống đầy đủ ấm no, gia đình luôn hòa thuận. Sự kết hợp giữa chim hạc và hoa sen có ý nghĩa giúp gia chủ hạnh phúc, bình an, gặp nhiều may mắn, suôn sẻ và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tiếp theo là mẫu đồng hồ phu thê viên mãn, tượng trưng cho hạnh phúc bền lâu của người vợ và người chồng. Đây là ước mơ vô cùng chân thực, giản đơn nhưng cũng rất có ý nghĩa trong cuộc sống gia đình. Là mẫu gia đình thánh giá thất, biểu tượng cao đẹp của Công giáo. Gia đình thánh giá cũng là mẫu gương thánh thiện, là gia đình chuẩn mực của nhân loại. Hình ảnh gia đình thánh giá là một gia đình nhỏ nhưng mang lại những bài học cho rất nhiều con chiên. Với nhiều ý nghĩa như vậy, tranh đồng hồ thường được lựa chọn làm quà tặng tân gia, khai trương, tặng bạn bè người thân, vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa mà quý khách hàng có thể tham khảo. Các bác mua hàng liên hệ số điện thoại 0926 027 555 hoặc để lại số điện thoại, bên em sẽ gọi điện tư vấn cho các bác ạ.